Cảm giác của anh sau một tuần à? Một tuần không xài Facebook là sao rồi? Thấy không bình thường, vẫn sống. Sống tốt. Vợ anh có bao giờ bỏ Facebook chưa? Hay là bỏ Instagram rồi chưa? Em chưa. Các chị em toàn hẹn hò trên đấy, làm sao mà bỏ được? Khó lắm. Anh chị em là cái xếp đời hàng dài, với lúc này đã hàng đó. Phải đủ mọi người đứng đi đánh đất. Đó, đứng đi thôi. Ủ thì phải nói lúc nào cũng được, em có là học săn đón. Tôi buồn quá. Được sao mày? Bây giờ tìm được một người học nó, mình nó khó lắm. Đàn ông bây giờ không tin được, không bao giờ tin được. Đây là một câu chốt của người đàn ông đã có gia đình. Chỗ người đàn ông mà có gia đình thì lại càng quyến rũ thu hút hơn nữa. Anh thấy từ lúc anh có gia đình là toàn thu hút anh em không ạ? Có gia đình là toàn thu hút anh em không ạ? Thì em ấy. Nhưng mà nhất là những người có body. Anh em cuối tháng.